Dùng cái đầu kia với đầu đó nhau ấy nè nè. Mở cái bìa bìa lên trước. Mở cái bìa bìa lên trước nè. Nó sắp nè. Bên đây. Nè nè, mở ngoài bìa mở trước. Tháo nó về ra luôn. Một cái ngọt này. Mở khỏi nào, mở cái này ra. Mở. Nó kín, kín quá. Được. Nó kín quá. Này. Lấy hết cà phê hạt này rồi. Lấy hết cà phê hạt ở xuống dưới. Lấy cỏ nhỉ. Bụi hút luôn. Bỏ lên mấy cái hạt đó lắp lại cho nó có quy trình.
xịt xong là lắp rồi. Có cái nắp gạch này đúng vị trí nè, dặn lại cạnh nó đúng vị trí. Đẩy, đẩy sát xuống. Rồi. À. Vị trí này là ở giữa đúng không? Giữa, giữa. À, cái này nó đưa vô lúc gì? Nó đúng giữa rồi. Rồi đẩy cái này mạnh xuống. Nó có ba nắp ba bên. Rồi. À. Ok, rồi lắp lại. Rồi. Rồi. Này. Lại. Ừ. Đưa từ sau đưa vô. Nó có khớp đằng sau nè. Đưa từ sau đưa vô. Nè, nó dặn lại. Xong rồi, cái gì đó. Cái kia lắp vô.